Đây, em nhìn xem, cái này là tấm hình anh chụp nhân ngày sinh nhật của anh mới đây. Thì cháu đã 19 tuổi. Lúc À, là cậu trai lớn hả? vâng, cậu trai lớn 19 tuổi, lúc anh lấy vợ là 40. Thì năm nay anh 59, cháu 19. À, cháu sau là năm nay là cháu 15. Đã thua cháu này 4 tuổi. Đấy, thì là cháu học lớp 9. Còn cháu này là mới đậu đại học. Đây cô nương này là ở bên Đức. À, chị Là cũng ở ở bên bên Đức. Đức thì mẹ cháu là cũng đang giúp đỡ cho cháu để đi học nước ngoài. Xin chào tất cả quý khán giả thân thương của chuyên mục Tôi hỏi sao trả lời được phát sóng trên kênh truyền hình SCTV14, kênh phim Việt. Và vừa rồi thì em và anh cũng đã coi được những tấm hình về hai cậu con trai của anh thì rất là khôi ngô tuấn tú. Bây giờ thì chúng ta sẽ có phần trò chuyện tiếp theo với anh Võ Hiệp về vai diễn Thanh Du trong bộ phim Truy tìm hung thủ nha các bạn. Anh ơi, như anh chia sẻ với em vừa rồi á thì là một người cha ở trong bộ phim, nhưng mà anh luôn phải đóng vai là nổi nóng nè, rồi làm cho con mình phải ghét. Vậy thì ngoài đời anh có bao giờ anh nổi nóng với con trai của mình không ạ? Thấy ai cũng hỏi vậy. Thực ra là ở ngoài đời thì anh một mực rất thương con. Có thể là nhiều khi anh la bậy một tí thôi mà anh cũng ân hận. Bởi vì các con nó là những cái đó rất ngây thơ. Mình không nên ra cho nó một cái tâm lý gì cả. Đó, đó là vấn đề mà anh suy nghĩ. Bởi vì trong phim ảnh thì nhiều khi anh diễn, anh đập bàn đập ghế, nạt nộ, có thể đánh cả con nữa. Nhưng mà cái đó là những cái mà thước phim để cho người ta hiểu được cuộc sống là như thế, nó dằn vặt giữa gia đình và xã hội. Nhưng mà bản thân riêng cá nhân mình ở trong gia đình thì mình không nên để những cái đó nó toát cho con mình nó hiểu và nó sẽ nặng nề sau này. Vậy thì chúng ta quay trở lại một chút về một cái thông tin nho nhỏ mà em mới vừa được biết, đó là Võ Hiệp không phải là cái tên thiệt của anh mà chỉ là nghệ danh thôi phải không anh? Dạ đúng rồi. Khi mình đóng bộ phim của đạo diễn nữ Hồng Ngân là bộ phim Nữ Vệ Sĩ thì mình được mua cái vai là vai ông Võ dạy võ cho hai đứa con gái. Trước khi bộ phim phát sóng thì mình có hỏi đạo diễn Hồng Ngân rằng là tôi thấy cái tên Võ này có vẻ hay hợp với tôi thì xin đạo diễn cho tôi lấy cái tên đó được không? Thì đạo diễn Hồng Ngân nói được, để em cúng cơm anh bữa đó lấy tên anh luôn. Thế là rất vui, thế thì cái tên Võ Hiệp ra đời từ đó. Còn trước đây thì là mình lấy nghệ nhân là Phụng Hiệp. Phụng Hiệp là một cái tên cũng rất là đẹp, rất là hay, nhưng mà nó có vẻ hơi yếu. Bởi vì sao? Là ba mình là người Cần Thơ, sống ở đất Phụng Hiệp. Cho nên muốn đặt cho con trai mình đất Phụng Hiệp một cái kỷ niệm. À, thì nói chung là nó cứ thăng trầm hoài, nó không có hơn. À, thế ý nói là nó yếu á. Em khi bắt đầu đổi tên Võ một cái thì Lên kèm luôn hả? lên Lên luôn. lô kèm theo rồi là đi học thêm các cadơ, học võ các cái, rồi là được vào những cái vai mạnh mẽ hơn, rồi kèm theo và rô điên nó ra ngay lúc đó luôn. Anh từng chia sẻ là cuộc đời của mình gắn bó với phim ảnh rất là nhiều rồi, thì chắc là sẽ có rất là nhiều kỷ niệm vui buồn hoặc là có những cái điều gì đó băn khoăn với nghề không? Mình đến tới đây là mình phải cảm ơn đầu tiên là diễn viên đạo diễn trẻ Việt Trinh, người đã dẫn dắt mình vào con đường sự nghiệp. Một tình cờ thôi, mình đi chơi ngoài đường thì đạo diễn Lê Phương Bắc với phó đạo diễn Nhâm Minh Hiền thấy mình giống ông Tây, bảo đi nhuộm tóc đi rồi đi vào vai trung úy Pierre. Mình vào mình đóng người đẹp Tây Đô, mình chả biết đóng gì cả, mình coi như là bác ấy quay coi như 10 lần coi như bỏ cả 10, tại vì lúc mình cuộc thuộc thoại mình diễn không được, lúc mình diễn được lại không thuộc thoại, mà hồi đó lại không cho nhắc thoại. Đấy, cho nên thành thử là cứ là tay chân lóng ngóng mà lại gặp người đẹp Việt Trinh đẹp như em bây giờ đó. Đấy là Thế là cũng quýu, thế là thấy nàng coi như là cứ run hết tay chân. Thế rồi sau rồi cô nàng mới bảo là bữa nay anh như vậy là ok rồi, cô cũng khuyên anh. Thế Việt Trinh bảo tối nay mời anh đi uống cà phê với em. Trời ơi, tôi sướng ngất ngây luôn. Tôi bảo một người đẹp nhất hồi xưa mà được mời được mà mời tôi đi là tôi hãnh diện vô cùng. Thế là chuẩn bị quần áo rồi xe cộ đó, là hồi đấy đi cái cánh én cùn cùn đấy. Thế là bắt đầu chờ nàng đi. Thế nên nàng mới không, nàng rất tự nhiên, nàng không phiền hà. Vô anh em uống cà phê trao đổi về vai diễn. Đấy, thế là ngày hôm sau là Lê Cung Bắc
cứ mắt trợn ngược lên, ủa sao nó diễn hay thế, ai đấy, thế là vào từ đó. Vậy là có một cái bí quyết nhỏ nhỏ không? À. Khi nào mà không nhập vai được thì cứ gặp người đẹp là có thể vô dạy. Tới bây giờ thì cũng đã có một cái trải nghiệm rất là dài rồi. Thì có bao giờ anh suy nghĩ là mình sẽ dừng chân lại, không đóng phim nữa không ạ? Câu này thì anh luôn luôn nghĩ trong đầu, khi nào tôi tắt thở thì tôi không làm. Vậy ngoài nghiệp diễn ra thì anh có theo đuổi một cái đam mê nào khác không? Mình ngồi đây trước mặt các bạn, mình ngồi trước mặt khán giả, mình có một sức khỏe tuyệt vời như vậy á, là mình nhờ có một môn là môn xe đạp đường trường. Tức là mình chơi môn xe đạp cũng gần 10 năm rồi. Từ 2007 đó, là mình đã rong ruổi trên suốt con đường từ, nói xin lỗi là từ Nam chí Bắc không có, nhưng mà từ Nam ra miền Trung thôi, ra Đà Nẵng, ra Huế, mình rong ruổi cái đạp xe đó. Đến giờ thì mình đạp cũng giống như, cũng gần như chuyên nghiệp, là mình đạp cũng tốc độ khoảng 40-45 cây số một giờ, rất là mạnh. Thì năm nay thì Võ Hiệp, mình không phải là giấu giếm tuổi gì qua, năm nay mình gần 60 rồi. Đó thì nhìn cái sức khỏe của mình, các bạn cũng thấy là một sự cường tráng ở trong đó. Luôn luôn mình tự hào về chính bản thân mình. Không, thật sự là khi mà anh nói tuổi ra thì em mới biết là anh 60, chứ còn không thể tưởng tượng được, bởi vì ít diễn viên nào có thể giữ được một cái body rất là chuẩn như bây giờ. Xin cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ về chuyện đời cũng như là chuyện nghề của mình. Quý vị cũng đừng quên đón xem bộ phim Truy tìm hung thủ được phát sóng vào lúc 19h45 trên kênh truyền hình SCTV14. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. We'll be right back.